Mùi gì thơm thơm quanh đây ấy nhỉ chị nhỉ? Cụm bánh này. Chúc mừng sinh nhật Tường San nhé. Sao người ngậm mặt mũi lại toàn bánh kem thế kia? À, chúng tôi đang tạo bất ngờ cho Tường San nhưng mà. Cứ làm tôi tưởng. Chúc mừng sinh nhật cô nhé. Em có thứ này tặng anh ạ. Bánh trứng muối à? Sao cô biết tôi thích loại này mà cô mua? Không phải em mua đâu ạ, là em tự làm đấy. Với lại là hôm nay cũng nhân tiện sinh nhật Tường San nên là em làm thêm bánh trứng muối này để mời cô ấy và tất cả mọi người trong công ty cùng ăn luôn ạ. Ôi giời ơi, nhìn cô vụng về hậu đậu như này mà cũng tinh tế phết nhỉ. Anh không biết gì thì đừng nói nhiều. Nếu như cô có lòng thì tôi cũng có ra, tôi xin nhá. Dạ, khi nào anh ăn hết thì nhớ bảo em để em làm thêm cho ạ. À, Tường San này, công việc mới đã quen hơn chưa? Nếu mà có gì chưa hiểu ấy cứ nhờ Cao và Linh nhá. Dạ, em cũng hiểu khá khá rồi ạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi có việc bận, tôi đi trước đây. Cô vừa làm gì đấy hả? Cô có biết là cái bánh đấy của tôi đã mất nhiều công sức như thế nào không? Thì sao? Con nhà quê như mày cũng chỉ xứng đi làm phục vụ cho người khác thôi. Hai cô em tính nóng như kem ấy nhở? Con chị mày ở dưới quê ấy, chắc là cũng nghèo hèn như mày. Lên đây đi làm gái, lại còn đòi có quyền gì ở đây hả? Này, tôi nói cho cô biết, cô muốn đụng vào ai thì đụng, đừng có đụng đến chị của tôi. Con nhân viên thực tập láo lếu này, mày có dám bật cả chị Linh cơ hả? Thôi, cứ để cho nó giả mồm đi. Cái loại này đụng vào làm gì cho bẩn tay ra. Vào đi. Chủ tịch. Ừ. Bánh này anh ăn có thấy ngon không ạ? Bánh ăn rất ngon, nói chung là tôi ăn rất vừa miệng. Mình có nên bảo với anh ấy chiếc bánh này là do mình làm không nhỉ? Mà chiếc bánh đó do Linh làm mà, sao cô lại hỏi tôi? À, không có gì đâu ạ. Ý của tôi là vết kem ở trên má của anh. Cảm ơn cô nhé. Mà cô lên phòng tôi có việc gì đây? Dạ, cái bản báo cáo mà tôi vừa mới gửi qua mail của anh ấy, tôi muốn anh kiểm tra xem là nó có sai sót gì không. Đây là bản cứng ạ. Cô có tố chất lãnh đạo phết nhờ. Báo cáo ổn, chính tả chuẩn, không cần phải chỉnh một tí nào cả. Anh quá khen rồi. Này 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 này, biết tin gì chưa? Sao? Có gì hot à? Cái con bé mà lần trước mày tranh công làm bánh của nó ấy. Không hiểu con bé đấy tiếp cận sếp Long kiểu gì. Sếp Long đưa nó đi Nhật luôn rồi đấy. Sao mày biết? Ở công ty của tôi đang có một nhân tố mới khá là triển vọng đấy. Đấy chính là cô Tường San. Khả năng là chuyến đi công tác Nhật lần này tôi sẽ cho cô ấy đi cùng để thử sức xem sao. Thật không ngờ con bé Linh mà biết thì... Chốt như vậy đi. Không được rồi, phải tìm cách tống khứ con nhỏ nó ra khỏi công ty ngay lập tức đi. Này, có cần thằng này giúp đỡ cho một tay không? Đương nhiên rồi. Nhưng mà có một vấn đề. Cần bao nhiêu? Nói luôn đi. Chỉ cần một khoản nhỏ để bù lỗ vụ chứng khoán vừa rồi thôi. Cứ xong việc đi, tiền sẽ được chuyển, càng nhanh càng tốt. Nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Anh có bận gì không? Tôi đuổi theo mãi mới kịp được anh đấy. Có chuyện gì cô nói đi, tôi dừng lại tôi nghe đây. Tôi có một thứ muốn đưa cho anh. Là gì? Đây, tôi nghe nói là hôm nay anh sẽ phải họp đến tận chiều đúng không? Anh cầm lấy nhá, nhớ ăn hết đấy. Trời ơi, cô không biết luôn cả đồ ăn vặt mọi khi tôi hay ăn à? Này, cô theo dõi tôi đấy à? À, đâu có đâu. Là một nhân viên gương mẫu với là chăm chỉ trong công ty. Những chuyện vặt vãnh như này, cái gì mà tôi chẳng biết. Cảm ơn cô nhiều nhá. Nhưng mà cô có ý gì với tôi không đấy? Rồi bí mật sẽ được bật mí thôi. Hả? Hỏi chấm thật sự. Hay là do mình đẹp trai quá nhỉ? Ôi, ai đây ấy nhở? Chướng mắt thật đấy.
Hai người bị ấm sao đấy? Hai người va vào người tôi, sao vỡ ở màn hình điện thoại rồi đây này? Thì làm sao? Cái điện thoại kẻ của mày có cho người ta cũng chẳng thèm lấy đâu. Đáng đời. Đúng là mấy cái loại người lúc nào cũng thích khinh thường người khác. Sao lại lên mặt dạy đời, nó thành quen rồi đúng không? Để tao dựng con mắt lên xem mày sẽ sống như thế nào nhá. Rồi, sắp tới đây ý, công ty của chúng ta sẽ có một vị khách rất đặc biệt qua cái thăm đấy. Mọi người chú trọng từng khâu đón tiếp nhá. Dạ, họ đến để khảo sát thị trường hả sếp? Không, công việc họ tới đây ý, là để ký hợp đồng lâu dài đấy. Dạ, vậy sếp muốn bọn em chuẩn bị tiếp đón như thế nào ạ? Vì đây là một người bạn khá thân thiết của tôi ở bên nước ngoài về. Thế cho nên là tôi muốn mọi người chú trọng khâu đón tiếp một chút nhá. Dạ, anh muốn giao hay là phân công dự án này như thế nào ạ? Cái này thì tôi sẽ thông báo đến mọi người sau. À, cô Linh này, cô có rảnh không? Vì công ty, em sẵn sàng sắp xếp thời gian ạ. Cô Linh này, hôm trước tôi ăn thử bánh của cô ấy, tôi cảm thấy rất là ngon. Liệu không biết hôm sau cô có thể trổ tài làm bánh mang đến công ty mời đối tác ăn được không? Tôi chết rồi. Em thấy ý kiến hay đấy sếp ạ. Dạ, em sẵn sàng ạ. Nhưng mà phải chi nếu như có Tường San giúp đỡ thì tốt biết mấy ạ. Tường San, ý của em sao? Dạ, đây là trách nhiệm chung của công ty, làm sao mà em có quyền từ chối được ạ? Vậy được rồi. Này, cô làm trò gì đấy, bỏ tay tôi ra. Tao nói cho mày biết, mày mà không làm bánh cho tao ấy thì đừng có mong sống yên ổn ở cái công ty này. Cô đang muốn tự giúp họa vào thân đấy à? Mày cứ thử xem, tao sẽ đi loan tin cho cả cái công ty này biết chị gái mày là gái bán hoa đấy. Không làm thì tại sao lại phải sợ cơ chứ? Thơm thật đây. Hoa đẹp quá, chắc là chủ tịch sẽ thích lắm đây. Con này giỏi nhờ, con dám mua hoa tặng cả sếp cơ đấy. Dám qua mặt cả tao à? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Kiếm đâu ra đống rơm này? Lấy của bà lao công công ty mình chưa ở đâu. Hay quá nhỉ. Đấy. Cái gì đó vậy? Tình dầu xả đấy. Sao biết hay thế? Rồi tôi ma cô ở đây rồi. Tôi còn làm trước cả cô ấy. Trong công ty đấy cái gì mà chả biết. Lần trước ấy, sếp Long bị dính một lần, nhập viện, tá hỏa hết cả lên. Thế là kể từ đấy, không bao giờ thấy cái mùi hương này xuất hiện ở công ty nữa. Thời cơ đây chứ đâu. Hoa ở đâu đây nhở? Mình nhớ là mình có đặt đâu. Là Tường San sao? Cô San, chuyện này là thế nào đây hả? Có chuyện gì thế ạ? Ôi, sếp Long, anh làm sao đây ạ? Người anh nổ mẩn hết lên rồi đấy ạ. Cô nói đi, có phải cô vào đây làm việc, cô có mục đích hại tôi đúng không? Cô biết hôm nay điều này cô làm ấy, cô suýt hại chết tôi rồi đấy. Rồi, này, tại sao cô lại mang cái này lên tặng sếp? Hả? Cô có biết là sếp Long kỳ nhất cái mùi này không? Hả? Dạ, không phải đâu ạ. Thật sự là tôi đã lựa chọn hoa rất là kỹ càng rồi. Với cả đặc biệt, nó cũng không có mùi này đâu ạ. Hoa cái gì mà hoa bó rơm rõ ràng dáng nhưng mà cô còn bảo là hoa được à? Tặng sếp thì tặng cái gì nó ra hồn, tặng rơm. Không chết vì cái mùi này, cũng chết vì rơm ấy. Dạ, không phải như thế đâu. Chuyện lần này tôi bị oan ạ. Này, bằng chứng rõ rành rành đây, cô vẫn còn chối à hả? Chẳng hiểu sao mang rơm để tặng sếp. Đây, tôi có sẵn cái tuyết kem này, anh bôi thử đi. Cái này giúp làm giảm dị ứng đấy. Cảm ơn cô cậu nhé.
Vào đi ạ. Chủ tịch, tôi muốn đến đây là để nói với anh lời xin lỗi. Thật sự là chuyện hôm trước không phải do tôi cố ý đâu. Tôi rất muốn được tặng cho anh một bó hoa đẹp. Cái gì đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Tôi cũng không phải là người để bụng. Cô đừng lo nhé. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn muốn nói với anh. Tôi thề là tôi không hiểu tại sao cái bó hoa mà tôi mua nó lại bị thay đổi như vậy. Thật sự là tôi đã mua loại hoa mà anh thích, chứ không phải là một bó hoa sai có rơm như thế đâu ạ. Cô biết cả loại hoa mà tôi thích à? Thì tôi cũng có tìm hiểu nên là mới biết chứ ạ. Tôi tin cô. Tôi tin là cô không cố tình. Nhưng mà sau này đừng làm mấy cái trò con bò này nữa nhé. Nhìn thấy chưa? Đây là túi sách hàng limited mới ra đấy. Trời ơi, đúng là người có tiền có khác, trời xịn thế. Chứ sao, chứ ai mà quê mùa như em kia được. Hình như là cũng có ai đấy là đú đởn giống nhà mình ấy. Mày dám đú túi sách của tao đấy à? Rồi sao? Tính học làm sao giống chị à? Không có cửa đâu. Quan trọng ấy, đâu là hàng au, đâu là hàng pha ke thôi. Nhìn là biết rồi lại còn phải hỏi nữa à? Mà bố mẹ nó làm nghề nông, lấy đâu tiền mà mua chứ? Này, cô định làm gì đấy? Cô hơi bị quá đáng rồi đấy nhá. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, nghe rõ chưa? Cô, nào. Này, tập đoàn lớn gì mà nhân viên ồn ào này chứ? Này, cô là ai mà dám lên tiếng ở đây? Chị, sao chị lại tới đây? Em có gì mà bất ngờ chứ? Chị đến đây để xem em gái của chị thực tập nào đấy. Ở kìa, Linh. Thì ra đây là người chị mà chúng ta vẫn thường hay trêu chọc đấy à? Chắc cô tới đây là để xin thân lao công đúng không? Này, cô nói cái gì đấy? Em gái của cô vừa làm hỏng chiếc túi đắt tiền của tôi đấy. Nôn tiền ra rồi đi đâu thì đi. Không ngờ là em gái tôi lại làm việc ở trong một cái môi trường toàn người vô học như này nhỉ. Thôi chị ạ, mình không cần phải chấp với loại người này đâu. Này, đang tự vả chính mình đấy à? Cái lũ nhà quê lên tỉnh kia. Này, đây là công ty lớn, không phải là cái chợ đâu. Mà thích lên đây rồi nói chuyện nhá. Có tin tôi gọi bảo vệ tống cổ ra ngoài không à? Cái gì cơ? Gọi bảo vệ lên á? Anh có chắc là anh sẽ đuổi được tôi không đấy? Nôn tiền ra đây, rồi thích đi đâu thì đi. Nhanh lên. Làm sao? Cái túi lấy giá bao nhiêu? 45 triệu. Cái gì cơ? Giá niêm yết của cái túi này ở ngoài cửa hàng là 78 triệu cơ mà. Vậy là đã rõ ai dùng hàng thật, ai dùng hàng fake rồi chứ nhỉ? Đừng có mà nói láo. Được thôi, vậy thì bây giờ cô có dám ra ngoài cửa hàng để mà đối chất với cả bọn tôi không? Dương, cậu đến đây khi nào đấy? Tớ cũng vừa mới đến thôi. Thì cũng phải báo tớ một câu, để có gì tớ chuẩn bị đón tiếp cậu nồng nhiệt chứ. Tớ phải đến bất ngờ để xem cái con nhóc này làm việc như thế nào chứ. Tường San, đây là... Đúng rồi đấy, nhìn không giống nhau nhở? Nhưng nó là em gái của tớ đấy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Thế như này là như nào ấy nhỉ? Còn như nào cái gì nữa? Tôi đã dặn các cô các cậu như nào rồi. Đây chính là đối tác quan trọng của công ty. Tôi đã nói với các cô các cậu phải lưu ý trong cuộc họp rồi cơ mà. Cũng may là tôi tới kịp để xem được ấy, em gái của tôi ở công ty bị bắt nạt như nào đấy. Linh, thế bây giờ cô còn muốn lên mặt với tôi nữa hay không? Chiếc túi này ấy, cả thế giới chỉ có 50 chiếc thôi. Đây là quà sinh nhật tôi đã mua tặng em gái của tôi đấy. Cô có đền nổi không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Này, tôi nghĩ là cậu ấy lên dạy lại nhân viên của mình đi. Rất là khinh người đấy. Xảy ra cơ sự như bây giờ là do ai chứ? Tôi muốn như thế chắc. Này, cái vụ tiền tinh dầu hại sếp lần trước ấy, cô chưa thanh toán cho tôi đâu. Bây giờ bọn xã hội đen đã đến tìm thanh toán tôi rồi đây này. Hóa ra mọi chuyện là như thế à? Các người chúa bằng trời nhé.
khi mà chính mồm của các người nói ra đấy. Ma cũ bắt nạt ma mới, lại còn chà đạp người khác à? Là do cô ta dụ dỗ tôi chứ tôi không biết cái gì đâu ạ. Tôi thật sự xin lỗi. Tại vì là tôi không biết Tường San lại là em gái của cô. Tôi sai quá rồi. Cho dù là ai đi chăng nữa thì đáng nhẽ ra vẫn phải được tôn trọng chứ đúng không? Các người ác nhân ác đức vừa thôi. Tại sao các người có thể làm ra những cái chuyện đấy để hại Tường San được hả? Là tôi được cô ta thuê để bơm vào thêm câu chuyện thôi, chứ tôi không biết gì đâu ạ. Tôi xin lỗi mọi người mà. Nếu mà mọi người đuổi tôi ra khỏi công ty này thì chắc là tôi chết mất. Thôi đi, sẽ không có mùa xuân đấy đâu. Thu dọn đồ đạc rời khỏi đây nhanh. Cô buông tay tôi ra đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Cô hãy đến công ty mới mà làm lại từ đầu. Chuyện ngày hôm đó là do tôi hiểu lầm. Tôi xin lỗi cô nhé. Không sao đâu ạ. Dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng được giải quyết rồi. Tôi nghĩ là chúng ta cứ vui vẻ như bình thường thôi. Tôi chỉ mong cô sẽ bỏ qua cho tôi thôi. Mà chiếc bánh hôm trước anh ăn ý, có vừa miệng anh không nhỉ? Này nhá, cái Tường San ấy vì nó cảm nắng cậu mà nó liên tục hỏi tôi xem là cậu thích ăn cái bánh gì, rồi nó mày mò nó làm cho cậu đấy. Thế hóa ra chiếc bánh ngày hôm đó là do em làm à? Dạ vâng ạ. Tại sao cô ta lại có thể trơ trẽn như vậy chứ? Tại sao em không nói cho anh biết? Thật ra lúc đấy em cũng định nói rồi, nhưng mà chưa có kịp thanh minh cái gì thì đã bị chị ta chặn họng. Với cả dù sao thì cũng đã có gói gươm cháy bù lại rồi còn gì ạ? Đấy là do chị chứ. Thì tất cả là nhờ chị đó. Mà thôi, có khi là chị phải đi có việc đây, nhường lại không gian riêng tư cho hai đứa chứ nhở? Anh Long, thật sự là em rất thích anh. Anh là bạn trai của em nhá. Anh đồng ý. Em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon nữa. Làm sao mà anh nỡ lòng nào không yêu được cơ chứ. Cũng may là em có chị gái của em. Em biết là chị gái của em với các anh rất là thân với nhau, nên là em mới có thể lên kế hoạch tán đổ được anh đấy. Anh với chị gái của em ấy vất vả lắm mới có thể lên thành phố kiếm việc làm rồi kiếm tiền như bây giờ đấy. Công nhận là em cũng khâm phục hai người thật đấy. Mà bây giờ em lại còn được là bạn gái của anh nữa. Này nhá, lễ giờ đứng ở bên ngoài kia nghe thì hết rồi đấy. Em có biết gì đâu ạ? Thì bà thấy thế nào? Nó là như thế đấy. Bây giờ anh muốn mấy roi đây. Thôi kìa, vợ phải nghe giải thích đã. Anh xin lỗi mà. Em đã nghe, nhìn và thấy quá đủ rồi. Tóm lại là bây giờ anh muốn mấy roi? Thôi mà, vợ phải nghe anh nói này. Anh không có ý bào chữa cho cái việc mà anh mắng chửi cô ta. Anh mắng chửi cái người nhân viên đấy. Thật ra là anh chỉ muốn gian đe cô ta, cho cô ta làm việc cẩn thận hơn một chút. Bởi vì cô ta đã nhiều lần làm sai những cái dự án mà anh giao cho cô ta rồi, em hiểu không? Chỉ vì cô ấy làm sai, thế mà anh lại công khai chỉ trích người khác trước mặt bao nhiêu nhân viên như vậy? Anh có nghĩ đến cho cô ấy không? Hay là anh chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của anh thôi hả? Em nói có đúng không? Vợ nói đúng rồi, anh sai anh xin lỗi rồi mà. Sai thế mà còn không chịu nhận? Sai thế mà còn không chịu nhận à? Đau anh vợ ơi, đau anh. Chủ tịch ơi, anh có ở trong đó không mà? Có chuyện gấp đấy chủ tịch ơi. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch có ở trong đó không ạ? Có chuyện gì đấy hả cô Linh? Bố vợ của anh đang chờ ở dưới sảnh rồi ạ. Bố tôi? Bố vợ? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi nhỉ? Bố này, bố cần gì thì bố cứ gọi cho bọn con. Việc gì bố phải lên trên tận đây cho nó cực ra. Dạ đúng rồi đấy bố. Hay là bây giờ bọn con sẽ đưa bố đi chơi, sau đấy thì bảo tài xế đưa bố lại về quê bố nhá. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Dạ 2 năm 4 tháng rồi. Cho tới bây giờ
là đủ 2 năm, 4 tháng, 25 ngày rưỡi. Tôi không hiểu anh chị ăn ở kiểu gì mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có cháu bồng. Hay là anh chị không tôn trọng tôi, tôn trọng cuộc hôn nhân của anh chị hả? Không phải đâu bố, tại do... Dạ, là do bọn con bận việc ở công ty nên là chưa có thời gian nghĩ đến chuyện đấy bố ạ. Vậy thì cả hai nghỉ việc hết đi, ở nhà tạo con cho tôi. Khi nào có con thì đi làm tiếp. Không được đâu bố, nếu mà bọn con mà nghỉ một ngày thì... Thì sao? Ở nhà làm việc online không được à? Việc hệ trọng của anh bây giờ ấy là có con chứ không phải kiếm tiền. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ ở lại đây giám sát anh chị cho tới khi anh chị có cháu thì tôi mới về. Không được đâu bố. Bố này, con thấy bố ở trên thành phố cũng chán lắm, hay là bố cứ về quê đi, dù sao ở quê bố cũng có các cô các chú bầu bạn nữa bố ạ. Quyết định của tôi là quyết định cuối cùng, chấm hết. Dạ, thật ra là bọn con cũng mong muốn có cháu lắm, nhưng mà anh Long bận phải đi tiếp đối tác nhiều, rồi ngày nào cũng uống nhiều rượu bia, vậy nên là cái chuyện đấy nó có hơi... Sao vợ lại nói như thế? Có thật không Long? Gật đầu đi anh, không phải chết đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Hóa ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cháu là do anh. Được thôi, tôi đã có cách. Ơ kìa, ơ kìa bố. Ui, thôi, bố ơi, con không vào đây đâu. Sao bố đã dẫn con vào đây? Bình thường anh hay đi uống rượu rồi đi tăng 3, tăng 4. Tôi đoán anh ấy là ham mê con nhỏ nào ở trong này, cho nên anh hay đi uống rượu nhiều như thế. Ôi dồi ôi, bố ơi, con là người đàng hoàng, sao bố lại nói con thế? Người đàng hoàng ấy không bao giờ tự nhận mình là đàng hoàng cả. Anh có vấn đề, anh hãy khai mau ra đi. Ơ kìa bố ơi, con nói thật với bố, con là con không bao giờ con đi vào đây. Con đi uống rượu. À, con đi ký hợp đồng với khách, làm sao mà con vào những cái chỗ như thế này? Thế có chỗ khác xịn hơn à? Ôi trời, bố ơi, con xin bố đấy, bố giữ hình ảnh cho con một chút đi. Thôi, con về đây. Này này, đứng lại cho tôi. Không lẽ nó nghiện rượu thật, mình phải cai cho nó mới được. Ôi, ôi bố ơi. Ui, nghỉ tí, mệt, con mệt quá. Ôi giời ơi, thế lúc uống rượu nhắm mồi thì con có thấy mệt không? Con... Bố thì cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, tốt cho cái gia đình đang trên bờ vực tan vỡ của anh mà thôi. Ơ dạ, nhưng mà bố ơi, thực ra là bọn con đang rất hạnh phúc mà bố. Bây giờ thì có thể như vậy, nhưng mà sau này thì biết như thế nào. Không một người phụ nữ nào mà thích ở với một người rượu chè tệ nạn như anh. Kể cả anh có là chủ tịch của một công ty cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thực ra là con không bị nghiện. Ơi, anh đấy. Ai cho phép anh khai về bố sự thật hả? Em nói cho anh biết, bố mà biết đấy là kế hoãn binh của em ý, thế em đánh anh nhiều đòn đấy nhá. À, anh đau, đau anh. Ui, tha cho anh, đau, đau, đau. Anh đau, 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 ai, ai, đau tay. À, triệu chứng của chứng nghiện rượu đây mà. Chạy tiếp ngay cho tôi. Bố ơi, bố ơi, đau tay quá. Con không ạ. À, con có nghiện rượu. Ai? Chạy tiếp ngay cho tôi. Ai, bố ơi. Tôi phải cắt cơn nghiện rượu của anh mới được. Anh ơi, hey. Đau, đau tay con không ạ. À, không có nghiện rượu. Húp nước canh đi. Ăn lòng đỏ trứng gà, xong rồi uống thuốc nha con. Con mệt lắm bố ơi. Con không muốn ăn uống mấy cái thứ này gì đâu. Ăn đi. Cái bát canh này do đích thân bố nấu đấy. Anh ăn vào sẽ giúp anh bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Nhưng mà con có bị yếu cái gì đâu mà con phải uống mấy cái bổ thận tráng dương này hả bố? Tôi chưa nói đến vấn đề đó. Cái này nó là kích thích. Em hại anh rồi vợ ơi. Cố gắng đi chồng, cố lên, em tin anh.
Con uống hết rồi đấy bố. Còn đây nữa con yêu. Vợ ơi, hay là mình nói sự thật cho bố biết đi, chứ cứ để bố hành anh thế này anh mệt lắm. Anh có yêu em không? Đương nhiên là có rồi. Thế bây giờ anh bảo là anh yêu em, thế mà anh lại nhẫn tâm nhìn vợ của mình bị bố đẻ hành hạ như thế à? Bây giờ anh chịu khó chịu mấy cái đấy một mình đi, em còn phải có thời gian để mà lo việc trên công ty nữa chứ. Sao em biết kỹ thế? Chúng ta là vợ chồng cơ mà, đã là vợ chồng thì phải cùng nhau đồng cam cộng khổ chứ. Thế bây giờ anh muốn sao? Anh cố được, anh làm được. Anh tính ra ngoài ngủ đây à? À, này, bố thấy bây giờ. Sao hôm nay mày khỏe thế hả Long? Tất cả đều nhờ công sức của bố đấy. Thôi, bố con mình chạy tiếp mà. Để bố đi bộ tí lấy sức đã. Bố vẫn còn nhiều sức mà, chạy nào bố. Hình như cái Sam. Sao cái Sam? Hình như không phải cái Sam ấy. Không phải cô ấy thì còn ai nữa bố. Con không ngờ cô ấy là loại người như vậy đấy. Bố cam đoan với mày, con gái bố không phải dạng người như mày nghĩ đâu. Bố tốt nhất đừng bao che cho cô ấy nữa đi. Con gái bố đang là người sai đấy. Cứ bình tĩnh đã. Chuyện này không được nóng vội, phải suy nghĩ thật kỹ đã. Không được đâu bố. Con sẽ cho bố thấy bộ mặt thật của con gái bố như thế nào nhé. Nghe bố đi Long. Long này, mày phải thật bình tĩnh, tìm hiểu rõ ngọn ngành, không được nóng vội. Bố sẽ đứng về phía mày nếu như con gái bố sai. Ơ, bố, anh, hôm nay mọi người về sớm thế ạ? Thế mày không thích bố với lại chồng mày về sớm à? Cô khai thật đi, cô đã làm gì sau lưng tôi rồi? Khai cái gì cô ạ? Có khai gì nữa, bây giờ cô chịu nói hay không đây? Ừ, con đừng nóng. Để bố hỏi Thực San, con có làm gì có lỗi với Long không? Có lỗi? Là lỗi gì ạ? Hôm nay hai người bị làm sao thế ạ? Cô vẫn còn nói được như thế à? Chẳng bù những ngày tháng qua tôi yêu thương cô như thế, yêu chiều cô như vậy, tôi còn đội cô lên đầu. Cô đúng là cái đồ đàn bà hư hỏng. Cái gì cơ? Đàn bà hư hỏng á? Cô khai mau lên trước khi tôi phải nổi cáu đấy. Bây giờ tôi không khai đấy, anh tính làm gì tôi? Anh nghĩ là tôi ở trong cái nhà này xem tôi ngồi lên đầu anh là tôi sung sướng à? Đúng rồi, ở đây lúc nào tôi cũng sai, lúc nào anh cũng là người đúng. Như thế tôi là con đàn bà hư hỏng đấy, vừa lòng anh chưa? Cô biến ra khỏi đây đi. Được thôi, đừng bao giờ cầu xin tôi quay lại đấy. Bố vào từ lúc nào đó bố? Vừa đủ lúc thấy anh phát điên lên đấy. Bố nghĩ con có sai không hả bố? Ai thì cũng có lỗi sai. Và anh cũng muốn biến mình thành nạn nhân. Bố nói thế là sao con chưa hiểu? Con quá nóng tính, chưa tìm hiểu kỹ sự việc, đã nổi nóng với vợ rồi. Còn cái San thì cứng nhắc, không chịu hỏi chồng mình xem hiểu nhầm mình cái gì. Hãy nhìn tấm gương của bố đây này. Mẹ cái San bỏ đi cũng chỉ vì bố không kiểm soát được cơn nóng giận của mình, đã buông những lời làm tổn thương bà ấy. Vun vén hạnh phúc thì khó lắm, còn phá hỏng nó đi thì nhanh lắm con ạ. Vậy bây giờ cả con và bố, hai bố con mình đi tìm sự thật cho bố nhé.
Đàn ông là phải thế. Chúng ta cùng đi. Sao mãi mà chưa thấy cái đôi tình nhân dẫn nhau đến được bố nhỉ? Cái khu này có cả đống nhà nghỉ. Biết chúng nó vào nhà nghỉ nào mà tìm mà dính. Bố đói quá. Hay là hai bố con mình đi ăn gì đi. Còn lấy đâu cho tâm trạng ăn với uống. Ừ. Bố, cái đôi sang phú dâm phụ đến rồi kìa. Ừ. Đi bố ơi, mình vào thôi. Ừ, bố cứ thấy nó sai sai làm sao ấy. Dáng kia đâu phải dáng đàn ông. Sai đúng vào trong rồi sẽ rõ. Đi thôi bố. Cô bác tại trận rồi nhá. Chủ tịch, bác. Sao cô lại mặc như này? Ăn mặc như này thì làm sao ạ? Chủ tịch quên là em với cả chị San đang làm một dự án phim hoán đổi thân phận từ nữ sang nam ạ. Quay phim à? Mà đúng rồi, quay phim ấy, thế ekip nào làm phim đâu? Tại sao chỉ có một người ở đây nhỉ? À, hôm nay mới chỉ là chụp tạm poster thôi ạ. Tôi đã hiểu những gì hôm qua anh nói rồi nhá. Sao đây? Bố đã nói rồi mà, phải hết sức bình tĩnh. Đuổi theo mà xin lỗi đi còn gì nữa. Sao đây, trời ơi. Các con cứ làm việc đi. Ôi kìa, vợ ơi, bỏ qua cho anh đi mà vợ. Anh xin lỗi vợ mà. Con tha lỗi cho chồng con đi, nó hối hận rồi mà. Thôi mà vợ, anh hứa từ nay về sau anh sẽ không bao giờ to tiếng với vợ nữa đâu. Vợ bỏ qua cho anh đi, anh biết lỗi rồi. Con bớt giận đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hai người đã nói đủ chưa? Anh bỏ tôi ra đi. Thôi mà vợ, anh đã biết lỗi rồi, vợ bỏ qua cho anh đi mà. Anh bỏ tôi ra. Vợ, anh xin lỗi, anh thề từ nay về sau anh không bao giờ. Anh đừng có mà thề thốt cái gì nữa, đàn ông các người. Cả bố nữa, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu. Em. Bố, tất cả tại bố đấy. Này này, tôi đánh cho anh rơi ngô ra bây giờ chứ. Bố làm gì mà tại bố? Bố thấy vừa nãy con gái bố mắng con, thấy bố phải bảo con chứ. Giám đốc, sao giờ này chị vẫn còn chưa về ạ? À, còn một chút công việc tôi chưa giải quyết xong. Có phải là chị đang dạy chủ tịch đúng không? Tôi chẳng dẫn ai cả. Thôi đi, nhìn cái mặt chị là biết rồi. Mà thôi bỏ qua đi. Em biết là chủ tịch không tin tưởng chị là sai. Thế nhưng mà chị thử nghĩ đi, tại sao anh ấy lại phải làm như vậy? Là bởi vì anh ấy quá yêu chị chứ còn gì nữa. Ở trong tình yêu, nếu như chúng ta mà không yêu đúng cách thì chẳng khác nào là đang uống thuốc độc cả. Chị thử nhớ lại xem, trước đây chị đã từng đối xử với anh ấy như nào. Chị trách anh ấy, rồi lại còn phạt anh ấy ở ngay trước công ty nữa. Ai cũng đều có những cái sai lầm cả. Đừng tự biến mình thành nạn nhân, để rồi khi mất đi những thứ quý giá mới biết là mình khờ. Gọi làm gì cho tốn sức. Phụ nữ khi họ giận dỗi ấy, họ không nghe giải thích đâu. Nhưng mà bây giờ có phải làm gì hả bố? Đánh vào cảm xúc. Là sao? Con chưa hiểu lắm à? Thì cái San nó thiếu cái gì, nó đang cần cái gì thì con mua cho nó. Bố cứ nói thế, con bao giờ để cho Tường San thiếu thốn cái gì đâu. Ừ nhỉ, thế nó thiếu cái gì nhỉ? Bố làm gì con đấy bố? Cái mặt này đóng giả gái có được không nhỉ? Sao lại giả gái? Bố đang nói gì đấy? Bố nghĩ rằng
Cái San nó không thiếu gì cả, nó chỉ có thiếu mẹ nó thôi. Bởi vì nó với mẹ nó rất ít khi gặp nhau, vì bà ấy sống ở bên Mỹ với chồng. Thế cho nên con đóng giả mẹ nó, gặp nó là nó sẽ rất thích. Nhưng mà làm vậy theo bố thì có ổn không? Quá ổn luôn. Đề nghị cô Nguyễn Tường San đứng yên để nghe bố của cô nói chuyện. Bố, bố với cả anh lại tính làm gì nữa đây ạ? San, mẹ mang đến cho con thằng con trai hư hỏng rồi đây. Này, anh không cảm thấy ngại à? Ngại thì cũng phải làm chứ. Mẹ nói cho con biết, ngày hôm qua ấy là mẹ đã đánh cho cái thằng con trai, làm cho con tổn thương một trận á, cho nhớ thì thôi luôn. Thôi, con bỏ qua cho nó nhá. Bố biết, đã từ lâu hai mẹ con không được gặp nhau, cho nên bố phải đích thân sang Mỹ để cầu xin bà ấy về đây dạy dỗ cho thằng rể là một trận đấy. Có gì hai đứa về đóng cửa bảo nhau, bỏ qua cho nó nhá. Đúng rồi đấy. Thôi, bỏ qua cho nó đi, 9 bỏ là 10. San này, thật lòng anh xin lỗi em. Anh không muốn bọn mình xảy ra cái vã như vậy nữa. Anh muốn hai đứa mình làm lại từ đầu, sống một khoảng thời gian thật là yên ổn với nhau nhé. Chỉ một lần này nữa thôi đấy nhá. Đây là lần duy nhất em sẽ bỏ qua cho anh đấy, không có lần sau đâu. Anh sẽ giữ thật tốt cơ hội này, anh nhớ rồi mà. Thôi được rồi, bỏ em ra đi. Bây giờ ấy, em sẽ chuẩn bị đi sang Mỹ. Hay là anh cũng về nhà thay đồ các kiểu, xong rồi anh đi sang Mỹ thăm mẹ với cả em nhá. Cũng lâu rồi em chưa được gặp mẹ. Bố, bố muốn đi luôn với con không ạ? Tao sang đấy để chồng bà ấy nấu cao tao à? Tao đi về.